nói cái đó người ta nghe người ta ghê thôi chứ người ta không có sợ. Người ta sợ cái nghiệp đó mới quan trọng. Cho nên mình ăn chay rồi mình tập theo cái nếp sống của người ăn chay nhẹ nhàng thì tự nhiên gia đình của mình sẽ thuần hóa được. Rồi mình phải sám hối thêm, mình biết cái nghiệp của mình nó trở ngại rồi, nó ngăn cản rồi, sám hối thêm nghiệp chướng của mình với lại người thân của mình đã bị cộng nghiệp lại, thì khi sám hối nó sẽ giảm bớt ra.